tự nhiên lên giữa chu kỳ loại ra thành một vài giọt. Phải chăng đây là một cái bệnh lý gì ghê gớm, hay là phải chăng đây là một cái nguyên nhân là xuất phát từ bệnh lý ung thư chẳng hạn? Bác sĩ Định vừa nhận được một câu hỏi của một bạn tên là Lan. Bác sĩ ơi, em đã hết kinh nguyệt từ 2 tuần trước nhưng mấy hôm nay lại tiếp tục bị vài giọt. Em không uống thuốc tránh thai và cũng chỉ sử dụng ba con sói khi quan hệ. Vậy tại sao em lại bị như vậy ạ? Hết kinh nguyệt từ 2 tuần trước nhưng mấy hôm nay tiếp tục bị ra vài giọt. Rồi, cái này của bạn Lan, xin trả lời với bạn Lan là như thế này ạ. Của bạn là một cái trường hợp mà rối loạn kinh nguyệt. Và rối loạn kinh nguyệt là một cái bệnh lý vô cùng hay gặp. Chúng tôi ước tính ra cỡ khoảng 1/3 các khách hàng mà đến với cả bệnh viện là về phụ khoa ấy. Đó là những cái mà bệnh lý mà nó có liên quan, hoặc là những cái rối loạn nó có liên quan đến cái chu kỳ kinh nguyệt. Và một số bạn là cũng bị giống như bạn Lan đây, là tự nhiên lên giữa chu kỳ lại ra thêm một vài giọt. Phải chăng đây là một cái bệnh lý gì ghê gớm, hay là phải chăng đây là một cái nguyên nhân là xuất phát từ bệnh lý ung thư chẳng hạn? Vậy đầu tiên là bạn nên đi khám ạ. Bạn cần phải thiết phải đi khám để chúng tôi có thể đặt mỏ vịt để kiểm tra xem cái nguyên nhân của bạn là gì. Nó có thể có rất là nhiều các nguyên nhân mà chúng ta có thể qua khám, chúng ta đặt mỏ vịt khám phụ khoa thì mới phát hiện được ra. Ví dụ như là những cái tổn thương ở cổ tử cung, những cái polyp, thậm chí trường hợp xấu là có thể bị ung thư ở cổ tử cung và những cái vết sùi loét nó ra một vài cái giọt máu nhỏ nhỏ, hoặc là những cái polyp nó bị viêm nhiễm, nó bị ra một vài cái giọt máu nhỏ nhỏ ra ở giữa chu kỳ kinh. Hoặc là có thể là hai vợ chồng bạn quan hệ trước đó 1-2 hôm mạnh mẽ quá và nó gây xước niêm mạc và nó gây viêm nhiễm và nó sẽ có thể gây ra những cái ra máu bất thường ở giữa chu kỳ kinh. Đầu tiên là phải nói đến đó là bạn có thể có thai. Có thể có thai ạ. Ngay lập tức bạn Lan sẽ phản đối. Thứ nhất là tôi có sử dụng bao cao su mà. Thế sao lại có khả năng có thai? Cái thứ hai là tôi rõ danh là tôi đang có kinh cơ mà. Tôi đang có kinh nguyệt bình thường mà. Có phải bảo là tôi bị chậm kinh và tôi có thai đâu. Đấy. Xin trả lời với cả bạn Lan là gì? Việc sử dụng bao cao su vẫn có những trường hợp thất bại. Nếu như mà thứ nhất là rách bao cao su này, sử dụng không đúng cách này, không sử dụng bao cao su ngay từ đầu thì vẫn có thể có thai. Và cái thai đấy nó làm tổ ở trong buồng tử cung và nó cái việc làm tổ ấy nó có thể gây ra máu một chút và bạn nhầm lẫn với việc bạn có kinh. Và sau đó thì nó sẽ tự cầm máu và có thể đến giữa chu kỳ kinh nó lại ra máu tiếp trong hiện tượng dọa sảy thai. Và nguyên nhân thứ hai là bạn Lan cũng không có nói đến là bạn có tiền sử mổ đẻ hay là đẻ thường hay là đã sinh cháu chưa. Đối với các chị em mà có cái tiền sử mổ đẻ, nó có một cái bệnh lý gọi là khuyết sẹo mổ đẻ hay là hở sẹo mổ đẻ. Hiểu cách nôm na là gì? Là đây là cái cơ tử cung của bạn. Khi mà được mổ thì em bé sẽ được rạch cái cơ tử cung và lấy ra, mở ra thế này. Và sau đó thì sẽ khâu ráp lại. Và theo lý thuyết thì cái phần ráp lại nó sẽ đều nhau như thế này, nó không được tạo thành một cái dấu vết gì. Tuy nhiên nó có rất nhiều nguyên nhân, có thể do kỹ thuật mổ, do viêm nhiễm, do cơ địa vân 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 vân. Nó sẽ không ráp lại toàn bộ mà nó sẽ hở ra một chỗ. Nó tạo thành một chỗ nó giống như ổ gà. Thế thành ra cứ mỗi chu kỳ kinh thì cái máu kinh nó đi ra và nó sẽ đọng lại ở cái ổ này. Bình thường thì nó phải trơn láng và nó đi qua hết, đây nó lại đọng lại. Và ngày này qua tháng khác nó tạo thành những cái phản ứng viêm. Và cái phản ứng viêm nó tạo thành những cái polyp nhỏ. Và sau đó thì cứ đến hàng tháng sau khi sạch kinh thì cái ổ viêm này nó lại tiết ra cái dịch máu. Vì vậy cái triệu chứng của cái bệnh lý này đó là gây ra những cái ra máu bất thường, có thể gây ra dòng kinh, có thể ra máu giữa chu kỳ kinh. Và những cái này phải cần qua siêu âm thì mới có thể phát hiện được. Siêu âm không có thấy khuyết sẹo mổ đẻ thì đây có thể là một cái rối loạn kinh nguyệt, rối loạn về nội tiết, rối loạn kinh nguyệt do nguyên nhân nội tiết. Nội tiết của người phụ nữ không phải là đều chằn chặn từ cái lúc chu kỳ kinh đầu tiên cho đến khi nào mà mãn kinh. Sẽ có đôi khi có những cái vòng kinh không phóng loãn, có những cái rối loạn về nội tiết và nó có thể gây ra ra máu bất thường. Nó có thể biểu hiện bằng dòng kinh, dòng huyết, hoặc nó có thể biểu hiện giống như bạn Lan, đó là gì? Là ra máu ở giữa chu kỳ kinh. Đấy, thì đây cũng có thể là một cái nguyên nhân như vậy. Tóm lại của bạn Lan thì
cái này của bạn cũng không có cái gì phải lo lắng đâu bạn Lan ạ. Nó ra một vài giọt như vậy nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bạn. Cái này thì sẽ khuyên bạn Lan là việc đầu tiên là sẽ nên đến được thăm khám để được siêu âm để xem có những cái dấu hiệu gì bất thường hay không, và sau đó sẽ được điều trị bằng thuốc, hoặc là nếu như mà chỉ có ra một vài giọt ấy mà sau đó nó hết thì cũng có thể không cần thiết phải điều trị và sẽ có thể là theo dõi. Nếu mà sang tháng sau mà bạn vẫn bị mắc đi mắc lại, lặp đi lặp lại những cái trường hợp mà ra máu ở giữa chu kỳ như này thì có thể phải sử dụng thuốc để điều trị, còn nếu không thì cũng có thể là không cần đâu bạn ạ. Xin cảm ơn bạn Lan ạ.